xe nó cứ xoay 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 là càng xoay càng lớn. Bây giờ còn một cách cuối cùng là phải kêu con xe múc ở dưới lên mà kéo lên thôi bạn. Đây phía trước là con xe cút đang trên đường tiến đến. Nó sẽ kéo con xe keo này đây. Bây giờ chiếc xe tải sẽ dây lên và móc sợi dây xích vào trong cái gầu của xe múc để xe múc nó kéo lên các bạn. Bốc đầu luôn bạn.
chỗ xe tải có thể từ nó về về cái đống gỗ để mà bóc gỗ được rồi. Đường phía trên này nó không quá dốc. Yeah.